Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp một bé trai 2 tháng tuổi đột nhiên sốt, bứt rứt, quấy khóc và bỏ bú thấp phòng. Kết quả chụp CT ghi nhận bé bị xuất huyết dưới nhện, xuất huyết não thất hai bên. Đặc biệt, bé có túi phình mạch máu não lớn, có kích thước hơn 32x26mm. Bác sĩ Đặng Đỗ Thanh Cần, trưởng khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, các bác sĩ đã can thiệp đặt 20 vật liệu nút túi phòng để tránh nguy cơ túi phình bị vỡ, ảnh hưởng đến tính mạng của cháu bé. Theo bác sĩ Cần, đây là trường hợp hiếm gặp và phức tạp. Bé 12 tháng tuổi, kích thước mạch máu rất nhỏ, việc luồn ống thông đi vào mạch máu rất khó, khiến cho thời gian thủ thuật kéo dài. Sau can thiệp, bé đã tiến triển tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Chia sẻ bệnh lý phình mạch máu não, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quýnh, nguyên chủ nhiệm khoa nội cán bộ A1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, phình mạch máu não ở trẻ em là một dạng dị dạng mạch máu não hiếm gặp, được ví như quả bao nở chậm, bởi có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, có thể dẫn tới tử vong. Cái phình mạch máu não thì thực ra nó là một vấn đề cũng lớn, bởi vì cái phình mạch máu não thì nó liên quan đến hai yếu tố. Thứ nhất là có thể phình mạch máu não do nó bẩm sinh, tức là khi mình đẻ ra cái mạch máu não cái chỗ nó đã bất thường, nó đã hơi giãn rộng một chút rồi, và cũng có thể do mắc phải, tức là trong quá trình mình sống cái này thì cái mạch máu, cái thành mạch, cái chỗ ấy, nó cái thành mạch nó yếu, nó phình ra, thành thử ra cái chỗ ấy là cái sự chú ý. Cũng như ta hình dung như thế là mình một cái xăng xe đạp, nếu mình bơm căng quá nó nổ, cái ống nước mình bơm cái áp lực lớn quá, cái chỗ nó yếu, cái chỗ nó phình nó sẽ vỡ. Thành thử ra muốn tránh cái vỡ ấy, thì đầu tiên ta phải giảm áp. Cho nên là đối với bạn phải chú ý cho bạn là phải giảm huyết áp xuống. Huyết áp phải khống chế 120, 130 thôi, đừng để 150, 160 là nó vỡ đấy. Đấy. Thế ngoài ra thì người ta có thể nghiên cứu thêm, vì hiện nay với điều kiện thì người ta có thể điều chỉnh những cái phình não này bằng cách là người ta chủ động can thiệp. Can thiệp bằng cách là người ta chụp mạch máu não, xong người ta tìm cái chỗ ấy, người ta thắt cái túi cổ túi phình. Đấy là một cách. Thế rồi là người ta có thể bằng mổ nội soi, người ta can thiệp, người ta thắt. Hoặc là thậm chí nếu mà túi phình mà nó có thể đặt được cái dị dạng nhiều, người ta có thể thắt, hoặc là người ta có thể đặt cái coi, tìm cái, cho cái chỗ cái cục máu ấy nó không phình ra nữa. Đấy. Thì cái chỗ này là phải quan tâm, nhưng mà theo tôi quan tâm đầu tiên là phải giảm áp lực xuống, tức là cái huyết áp phải cho xuống, khống chế huyết áp thật tốt chứ không nó vỡ. Để hạn chế nguy cơ, nên tầm soát chăm sóc hệ thần kinh, đặc biệt là não bộ ngay từ sớm, để có những biện pháp phòng ngừa can thiệp điều trị hiệu quả, ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.